Đồ kia không nổi. Quá trời luôn kìa. Ôi đã. Cá lóc hà luôn. Trời ơi. Này ấy lại chứ sao rồi, thùng cái thùng mình đâu có đựng dừa. Đâu hết đâu. Chuyến này là dữ nhất nha mọi người. Cái này giữ trụ mãi khiên không nổi luôn, chắc cũng tầm cỡ 20 kg chứ anh Châu. Cá rượu mít không mà gần 20 kg. À, mình qua phà nha mọi người. Ủa chiếc này là chở mấy cài mấy chục phải không anh Châu? Cố lên mãi ơi. Sao tự nhiên cái khúc này đâu lục bình quá chuyện nha. Chắc cái dưới lục bình rồi. Dễ lên. Ủa giờ vậy về sao mình lùa? Vậy mình bắt cò luôn không? Là sao mình biết là chỗ cá nhiều là nó đậu nhiều hả anh Châu? Chỗ nào cò nhiều là chỗ đó cá nhiều lắm nha mọi người. Kinh nghiệm của anh Châu. Ồ, nước còn mênh mông luôn. Này chắc xả rồi hả anh Châu? Xả rồi, em thấy giống xả rồi. Cái này chú Sứ nha mọi người. Chú này trên đường đi. Ở bờ ruộng ha, người ta trồng chuối nhiều lắm. À, ở quê mình hay lắm, trồng chuối như là cái cỏ không có lên. Còn hay không trồng chuối là phải trồng một cái loại rau màu nào đó chứ không phải là cỏ lên đầy nhóc. Ôi ăn móng dữ vậy hả? Ôi ui quá trời luôn nè. Trời ơi nó chạy nguyên một đàn luôn kìa. Ôi chạy nguyên một đàn luôn. Quá. Ôi nó chạy. Ôi đây mãi ơi, chạy đi quá trời mãi ơi. Ôi ơi phía xa xa kia cò dữ dằn luôn. Tại mình tới mình làm động á rồi cái nó bay lên quá chừng luôn. Má cái bọng dưới còn dữ nữa, đầu bọng dưới còn dữ luôn. Cái này cá rô mà ở này còn tính ra còn nhiều hơn bữa kia anh em mình đi luôn á. Hiểu. Ôi ôi ăn móng cả mê luôn. Cái bọng dưới còn dữ nữa đó, thế mà xa quá. Bọng dưới dưới góc dưới bự lắm, lát đi luôn. Ta làm cái lưới. Một đàn luôn nha các bạn. Nói gì cá rô. Ôi ôi một đàn luôn. Này mình đón luôn mãi ơi, đón luôn. Nó xuống hàng hà luôn kìa mãi. Đúng rồi. Nó xuống rồi mãi ơi. Quá chừng rồi. Đó còn. Trời ơi đây nè. Trời ơi. Quá cá rô hà luôn mãi ơi đây nè. Ôi nhìn mê luôn. Trời ơi cái này mà đem lại cái rổ mà hứng chắc một rổ luôn á. Đây cá rô nước nha các bạn, rất nhiều lắm. Thì cũng như bình thường như mấy đám ruộng kia thôi, ở bên đây thì mình tháo nước xuống đặng xạ đó thì cá rô nó sẽ lùa xuống mấy đường mương này. Ở mấy bên đây nãy cũng nhiều lắm nha mãi. Ở bên đây nè, nhiều lắm nè. Trời ơi, ở đây lúc nhúc luôn nè. Trời ơi, vũ luôn. Bên lưới vũ lên mà. Còn mấy ở đây nè.
rồi. Ồ không. Dỡ lên banh ra cái cho anh nhìn cái đã. Trời ơi cái rô nghe mọi người. Không thể tin. Ở đây thì có anh Châu ở bên mảng hậu cần nha mọi người. Anh Châu để cầm thùng hứng cá, xách cá rồi thôi. Còn mình quay, còn mãi mới là dây chính. Dây chính đây nhảy xuống sông á. Trời ơi, đụng mấy con thú quá trời rồi phải không? Để đi, lát không lên đẩy. Gần đi dưới đi. Này mình rộng cá này phải múc một miếng nước ở dưới kinh nha mọi người. Đặng cho nó sống lâu. Nào. Vô luôn máy lên. Dịnh không, dịnh không? Nhiều lắm. Để anh phụ cá. Nhiều lắm. Sạch trơn luôn á chứ. Cá gì mình nhìn mới mê nè. Sạch trơn. Có cá lóc con nữa. Để đi chút rồi nó gom lại nữa. Xuống nữa không? Xuống chứ. Thì nó nắng nóng rồi nó đang lấp xuống nữa một ổng nè, giờ nó xuống ổng à. Chưa ở trên nóng quá, nước cạn quá chịu đâu nổi ha. Giống như mình cũng vậy. Nắng nóng quá. Hả? Đi mới đi đường nào? Đi vào giữa đó. Bà này hả? Ừ. Cái bà này lên coi cái đường mua bên kia có không? Để đi vào đi vào giữa xuống hai một ổng dưới đi. Ổng nào? Này là nông dân thực thụ nha các bạn. Nông dân thực thụ hả? Đi. Qua wow, cái cánh đồng này. Ủa cái đám này sao mà nó dài dữ vậy mày? Nó ba mẫu rồi. Mình cũng đi ở trong đám ruộng này luôn nha các bạn. Mình đi bo vòng qua bờ này. Ở phía trước thì có cái bọng lớn nữa. Cái này mình xả lưới dài quá hả mày? Kỳ này mãi chơi cái lưới xả dài luôn nha các bạn. Lưới lớn, quýt mẻ lớn luôn rồi. Ừ. Lưới lớn này dài chắc con cỡ trên 5 thước ạ. Bắt đầu trải lưới xong, mình nhấn xuống cho nó sâu sâu với mình lại đòn đầu bờ ruộng kia mình lùa lại. Bữa nay trời nắng, mây xanh đẹp luôn nha các bạn. Bầu trời đẹp hết biết đẹp. Quá wow, chừng luôn nè. Ôi ôi. Bởi đây luôn hả? Ôi ôi. Tao không phải loại cặp. Ôi dù cái này dữ lắm rồi. Nhảy ra ngoài luôn. Chào rồi. Quá đã. Ôi có cá lóc nữa. Cá phi luôn. Ê, không quả này. Vàng tươi. Tươi rối luôn. Ô, mấy cái kia mấy vậy hả? Quan trọng là cái khúc thu hoạch này nè. Đổ vô thùng, đổ ra ngoài cũng diệt công luôn.
vốn luôn anh chồng. Nhiều lời mới chịu ha. Nãy giờ là mình được hai lưới rồi nha các bạn. Giờ mình đi qua điểm thứ ba. Điểm thứ ba cũng trên một đám ruộng này luôn. Tại khúc này mình động cá rồi nên mình không lùa được nữa, nên mình phải đi lại túi của lại cuối đầu ruộng luôn. Cái đám ruộng này thì dài lắm nha mọi người, bề ngang thì chắc khoảng 50 thước, chiều dài này trời ơi muốn con mắt luôn, nhìn xa tí tè tè đằng kia. Các bạn thấy cái trụ điện cao thế không? Từ trụ điện cao thế đó lại tới bờ chắc phải tầm 200 thước nữa, xa lắm. Nó chạy á như một đàn lính vậy mọi người ơi. Đó, không biết các bạn thấy không? Trời ơi, không thể tin. Đó không chạy trở lại, anh ơi nó chạy trở lại. Đó, nó hay mình bé luôn. Má lại chặn lưới, lưới mà đụng má cái bị gì tính rồi. Phải chặn bên đây là nhiều hơn, giống như nhiều hơn cái nãy luôn anh chồng. Đi ngược lại, vào đi ngược lên không á. Ra miếng nữa đi. Quá. Quá rồi, cá tửng luôn. Ôi, nó bong bóng kìa. Đó đó đó, lên lên lên. Đã đã. Ôi. Chắc để đây quá. Sao vô hết nổi. Ôi này con mấy tí á. Ôi ôi. Đem qua bên đây luôn. Thôi để đây luôn thì. Bên đó nước nhiều không? Nhiều. Ôi ôi. Không nổi luôn, kia không nổi. Quá trời luôn kìa. Ôi đã. Cá lóc hà luôn. Trời ơi. Này ấy lại chứ sao rồi, thùng cái thùng mình đâu có đựng dừa. Đâu hết đâu. Nhâm vừa kêu tía lên giờ đổng ăn cơm chưa? Chở lên. Mấy rổ lên. Để mấy cây cứng ơi. Dính. Trời ơi, nó còn rội lại mãi. Nó đi à?
đi ngược lên mà. Không có, không bị đi ngược lên. Mình đâu bao. Chuyến này là dữ nhất nha mọi người. Cái này dự trù mãi khi không nổi luôn, chắc cũng tầm cỡ 20 kg chứ anh Châu. Cá rượu mít không mà gần 20 kg. Đổ cá kia ra luôn ơi. À, đem cá kia để cứ lại múc vô đem về. Đem về bớt đúng không? Bọn này lùa luôn mãi, họ cũng lên lùa luôn mãi. Bọn dưới đó mãi. Đó, ông nào. Đó, ông đây hả? Đầu cá phi vô kìa. Cái này là cá thiên nhiên nha mọi người. Ủa nước này sao lại chảy ngược vô ha? Đang chảy ngược vô. À vậy hả, hàng chi. Mấy cá nó bơi ngược nè, bơi ngược nước không. Nhiều quá bây giờ không vô thùng hết được nha các bạn. Phải về lấy đồ thêm đựng chứ, lấy thùng thêm đựng chứ không không đủ.